giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm 16 các vị bằng hữu chào mọi người chúng ta vừa mới nhắc đến đời người muốn hạnh phúc phải gieo đúng hạt giống hạnh phúc vừa mới nhắc đến mạnh tử nói ba cái vui cái vui thứ nhất là gì vậy cha mẹ đều còn anh em hòa thuận khi chúng ta hiện nay cha mẹ và anh em đều còn, nhất định phải cố gắng quý trọng cái cơ hội này. Nếu không thì cuộc sống sẽ có hối tiếc. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến sự quan tâm của anh em đối với chúng ta chúng ta luôn nghĩ đến sự dịu dắt của trưởng bối đối với chúng ta chúng ta đều phải nắm lấy thời cơ cố gắng hồi báo cố gắng quan tâm họ cái vui thứ hai là ngước lên không hổ với trời cúi xuống không thẹn với người cuộc sống từ nay vì sao phải làm người thẳng thắn trong sáng vô tư rất nhiều bạn nói thầy thái tôi không kịp nữa rồi Vì trước đây của tôi đã làm sai rồi Phu tử nói Người không phải là thánh hiền Không ai không lỗi lầm Có lỗi mà biết sửa lỗi Thì không có thiện nào bằng Cho nên khi chúng ta có lợi dũng khí sửa lỗi này Thì cái sức mạnh đó Sẽ càng cảm động người hơn Cái gọi là lãng tử quay đầu Vàng không đổi Chỉ cần có tâm sửa lỗi Thì cuộc sống tương lai Thì có thể sống vô cùng thẳng thắn cái thứ ba đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi chúng ta tận tâm tận lực đi giúp đỡ người khác đi hướng dẫn người khác cũng có thể nhận được sự yêu quý của mọi người đối với chúng ta giá trị của cuộc sống ở chỗ nào vậy khi bạn lìa khỏi cái thế gian này rất nhiều người tưởng nhớ bạn Rất nhiều người cảm ơn bạn Thì giá trị của bạn ở trong đời này Vô cùng cao Khi chúng ta rời đi Có rất nhiều người đứng lên vỗ tay Thế thì chúng ta Phải nghiêm túc kiểm điểm Tuyệt đối không nên đợi đến khi Chúng ta nhắm mắt lại Cái thời khắc đó người ta vỗ tay Bạn mới cảnh giác được là thay đời này sống phóng đảng rồi khi chúng ta hiện nay nghĩ đến lúc chúng ta ra đi sẽ có rất nhiều người rất vui mừng điều đó chứng tỏ chúng ta làm người sai rồi cần nhanh chóng điều chỉnh trở lại ngoài ba cái vui của mạnh tử ra chúng ta vừa rồi còn nhắc đến những cái vui nào nữa gì giúp người là vui và cái giúp người này nhất định phải đích thân cảm nhận thì mới có thể đến thức loại tâm nhân từ của mỗi người cuối cùng chúng ta nhắc đến biết đủ thường vui người biết đủ cuộc sống cũng cảm thấy rất hạnh phúc người không biết đủ cuộc sống có thể sẽ trở thành nô lệ cho vật chất một đời bận rộn cũng không biết mình đang làm gì nhiều người cảm thấy rất ngưỡng mộ loại đời sống khắp nơi đều là thiết bị điện này hiện nay rất ngưỡng mộ chúng ta ngưỡng mộ quốc gia âu mỹ giống như chúng ta ở hồng kông khi chúng ta dự bước vào cửa có thể nhìn thấy bao nhiêu đồ dùng bằng điện nào là lò vi ba nào là tủ lạnh cái nào cũng là điện thực ra khi chúng ta bước vào trong nhà Toàn bộ nhà là một cái sự hưởng điện tử Mỗi lúc mỗi nơi cơ thể của bạn đều đang tiếp nhận bước xạ Tiếp nhận sự nhiễu sống của sống điện tử này Cho nên mới nhìn tưởng là có phúc Trên sự thật Chưa chắc là phúc thật Cho nên người hiện nay sống ở trong loại sống điện tử này Sống được 10 năm, 20 năm Thì rất nhiều bệnh tật liền xuất hiện Cho nên chúng tôi nói trở về tự nhiên Là hạnh phúc nhất Tại vì sao nhiều người khi vào trong rừng Ở về ba ngày thì khí sắc lập tức hồng hào trở lại Thật sự những sản phẩm thiết bị điện này Không phải có thể thật sự khiến bạn khỏe mạnh hạnh phúc Chúng ta thường nghe nói Phụ nữ mang thai Không được sử dụng lò vi ba thế nhưng người khác không phải phụ nữ mang thai thì có thể sử dụng lò vi ba có phải lò vi ba nhìn thấy phụ nữ mang thai mới làm tổn hại phải không thật ra là mọi lúc mọi nơi bức xạ đều rất nghiêm trọng chỉ là sợ ảnh hưởng thai nhi đến khi sinh ra là trẻ sơ sinh quái thai nhưng mà mỗi ngày lò vi ba vẫn đang ở đó thể hiện uy lực chúng ta mọi lúc mọi nơi vẫn là đang bị tổn thương và nói thành thật những thứ đem ra từ lò vi ba này ăn có ngon hay không vậy cái năng lượng đó ăn thức ăn không phải chỉ có nhiệt lượng còn có năng lượng của nó rất nhiều thức ăn bạn ăn vào nhất là những thức ăn dùng để ăn sống giống như một số rau mầm một số rau cải rất tươi bạn ăn sống nó cảm giác thấy sảng khoái tinh thần cái đó chính là có cái năng lượng đó cái thực vật đó có năng lượng Sẽ nâng cao trạng thái của bạn Nếu như bạn đi ăn một khối lượng lớn Đồ ăn đun nấu rất lâu Ăn giàu có thật rất no Nhưng mình lập tức cảm thấy Đầu lân lân Buồn ngủ rất nhanh Cho nên đồ ăn Không chỉ là cần ăn an tâm Còn phải ăn tạo ra năng lượng của nó Ăn tạo ra sức khỏe Cho nên rất nhiều vật dụng bằng điện Chưa chắc có thể khiến bạn ăn giàu Trở nên khỏe mạnh Người thực sự biết nấu nướng họ sẽ không dùng tủ lạnh. Họ đều dùng rau vừa mới mua về lập tức nấu, lập tức ăn hết. Đó là thức ăn có thành phần dinh dưỡng cao nhất. Khi ăn xong để vào tủ lạnh, chất dinh dưỡng sẽ như thế nào vậy? Mỗi ngày một thấp xuống, thậm chí là xuống đến cuối cùng ngay cả dinh dưỡng cũng không còn mà còn có hại. Cho nên người hiện nay Tại vì sao đều không khỏe mạnh Chúng ta cần tìm ra cho được nguyên nhân của nó Người hiện nay cảm thấy đời sống nâng cao phẩm chất Thí dụ nói mua điện thoại cầm tay Điện thoại cầm tay đem lại cho chúng ta lợi ích gì vậy? Tiện cho liên lạc Tiện cho giao tiếp Có đạo lý hay không? Nghe ra rất có đạo lý tiện cho giao tiếp Tức là khoảng cách giữa người với người Có thể càng ngày càng gần nhau hơn Đây là mục tiêu Mục đích quan trọng nhất của ban đầu Thiết kế điện thoại Có đúng hay không? Có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người Đôi bên có thể thường xuyên quan tâm Thường xuyên thả nhiên Liên hệ qua lại với nhau Nhưng mà hiện nay điện thoại cầm tay Ngày càng thuận tiện Ngay cả trong thang máy cũng có thể thu nhận được Xin hỏi khoảng cách giữa người với người đã kéo gần lại với nhau chưa? Càng ngày càng xa rồi. Đã đi ngược lại với mục đích ban đầu rồi. Cho nên sản phẩm khoa học kỹ thuật cao rốt cuộc có thể khiến cho đời sống của bạn hạnh phúc đầy đủ hay không, bạn cần phải thâm nhập suy nghĩ. Hơn nữa hiện nay đã xác định Sống từ của điện thoại di động Sẽ gây nên ung thư Cho nên các vị Bằng hữu nên bớt gọi lại Rất nhiều người khi gọi một ngày Gọi đến mấy giờ đồng hồ Cái lỗ tai đều bị tổn thương Tôi bình thường hầu như Không dùng điện thoại di động Thỉnh thoảng dùng một chút Mỗi một lần cầm điện thoại di động lên Rất không thoải mái Cảm thấy nửa mặt bên này giống như bị chích thuốc tê vậy Thấy rất là khó chịu Bởi vì bạn không thường gọi Bạn lập tức có thể cảm nhận được sức mạnh của nó Nếu như bạn gọi mỗi ngày Thì bạn sẽ bị tê dại ngay Cái này gọi là giàu trong quán cá mắm Lâu ngày sẽ không còn thấy nó hôi thối nữa Bạn đã quen với cái mùi đó rồi Đã quen với cảm giác đó rồi Bạn không biết nó luôn luôn đều đang tổn hại bạn Cho nên vì sức khỏe của mình Hơn nữa sức khỏe của bạn cũng không phải chỉ ảnh hưởng đến bạn để khiến cho cha mẹ bạn yên tâm để khiến cho vợ con bạn yên tâm cố gắng dùng điện thoại bạn đó là loại không có bức xạ nhất nếu như bạn thật sự bất đắc dĩ vẫn phải thỉnh thoảng dùng nó thì có thể dùng tay nghe vậy tổn hại sẽ tương đối ít hơn thậm chí là thường xuyên vào công viên cửu long đi bộ một chút đem những sống từ này bỏ hết cùng với những cỏ cây hoa lá tự nhiên này hấp thụ vào một số năng lượng tốt thường giữ thân thể khỏe mạnh cho nên thân thể khỏe mạnh thì con người mới có thể hạnh phúc một người cơ thể không khỏe mạnh thì có thể vui được hay không nhất định không thể vui không chỉ bạn không thể vui mà người thân bạn bè của bạn cũng không thể vui cho nên trong luận ngữ nói phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu Nỗi lo lắng nhất của cha mẹ chính là Sức khỏe của con cái Cho nên khi sức khỏe của chúng ta không tốt Không chỉ bản thân không vui Mà cha mẹ cũng không vui Cho nên cần chăm sóc sức khỏe tốt Lại nữa Đời người còn có túi vui gì nữa không vậy Nếu như các bạn đều không thể trả lời được Tức là đời người cũng chẳng có gì vui Thế cần điều chỉnh một chút Tôi thấy các vị hôm nay dễ mặt tươi cười rất nhiều Các bạn mấy hôm nay không vui vẻ sao? Đọc sách Thánh Hiền Đáp đúng rồi, đọc sách Thánh Hiền vui Cho nên vui nhất là không gì bằng đọc sách Trước đây người có học đọc sách Vui đến mức có một bài thơ Nó là đọc thư chi lạc là Hà Như Lục mãn xong tiền thảo bất trừ Đọc đến quên ngã rồi Có trong sân nhà đều đã mọc lên rất cao rồi mà không biết Cho nên thực sự đọc được sách Thánh Hiền là hạnh phúc Tiếp nhận được lời giáo huấn của Thánh Hiền Chúng ta mới có thể hiểu đạo lý Con người một khi hiểu đạo lý Lý đắc thì tâm an Nếu không thì cả đời rất khờ dại Không hiểu rõ đúng sai Thế là rất đau khổ Chúng tôi lần này ở Hàn Châu Quá trình giảng 5 ngày Trong quá trình 5 ngày này Đơn vị tổ chức đã sắp xếp một anh bạn Đi cạnh nhóm thầy giáo này của chúng tôi Bảo vệ an toàn cho chúng tôi Đương nhiên Không có lo lắng gì cho tính mạng Chủ yếu nhất chính là bởi vì 500 người đang nghe giảng Sợ quá nhiều học viên đến Thầy giáo chúng tôi không cách gì ngăn cản được Cho nên đã phái một vị nam sĩ Anh ấy đã làm cảnh sát quân sự 12 năm Nhìn thấy là giỏi nghệ cao cường Không giống như tôi thế này Rất mạnh mẽ Khoảng chừng 40 tuổi Anh bạn này lúc sắp bắt đầu Anh liền nói với tôi Anh nói thầy Thái à Tôi không có văn hóa Tôi chữ cũng viết không được Thầy lên lớp nhất định không nên gọi tôi Anh rất sợ tôi lên lớp gọi anh lên trả lời vấn đề Tôi liền nói với anh là anh không nói với tôi Thì tôi cũng không gọi anh đâu Vì anh nói với tôi nên tôi sẽ chú ý đến anh Đương nhiên tôi không có gọi anh Thấy anh căng thẳng như vậy Anh ấy ngay lúc này lên lớp Bèn ngồi ở gần hàng thứ tư Ngay chính giữa hàng thứ tư Giàu học vô cùng chuyên chú Cho nên con người thật ra không phải ham học Là do họ không có gặp được cơ hội học tập tốt tôi thấy anh ấy mấy ngày đó tập trung tinh thần nghe giảng hoàn toàn không có buồn ngủ khi nghe đến ngày thứ ba anh dắt chúng tôi đi ăn cơm vừa đi vừa đói quá tốt rồi quá tốt rồi thật sự là quá tốt chúng tôi nghe xong chẳng hiểu gì nhưng vì cảm thấy anh rất vui sướng anh nói quá tốt rồi quá tốt rồi sau đó anh liền nói với tôi anh nói thầy Thái tôi bây giờ chỉ có thể dùng ngôn ngữ của đứa trẻ 3 tuổi Để bày tỏ tâm trạng của tôi Tôi đã không tìm được lời nói khác nữa Anh nói tiếp Anh nói cuộc đời tôi đã sống 40 năm Cuối cùng tôi biết tôi sai ở chỗ nào Một người cả đời không biết mình sai ở chỗ nào tôi Rất thất vọng Anh nói tôi hiện nay cuối cùng biết vợ của tôi Tại sao ly hôn tôi rồi Cuối cùng tôi biết tại sao con tôi không giao tiếp với tôi Tại vì sao đồng nghiệp sợ tôi như vậy quá ra vấn đề đều ở chính mình. Tôi tiếp đó nói với anh, tôi nói anh là quá giỏi, rất hay giận dữ. Anh nghe xong lập tức rất kinh ngạc. Sau đó lại nói thầy Thái, sao thầy lại biết vậy? Tôi đúng là rất hay giận dữ. Tôi bị nó hại chết rồi. Bởi vì ở trong bài giảng của chúng tôi nói phải trừng phẫn, cần tiết chế cho được đối với phẫn nộ, cần nén cho được giận dữ xuống điều này quá quan trọng anh ta nói sao thì biết tôi đề này bị thua ở chỗ này quá nhiều rồi tôi tiếp đó nói với anh một người nâng cao học vấn thì phải bắt tay từ chỗ nào khó nhất cho nên anh ấy nói anh hôm đó nghĩ đến câu nói này của tôi đã suy nghĩ đúng mấy giờ đồng hồ cứ ở đó suy nghĩ tính nóng giận của ta quá lớn sáng ngày thứ tư anh bạn này dắt chúng tôi đi ăn sáng sau khi đi rồi anh liền nói thầy thái thầy trước tiên ngồi ở bên này một chút anh liền đem lại một cái ghế bảo tôi ngồi sau đó anh ấy nói tôi muốn nói chuyện với thầy một chút tôi cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ hai người đàn ông có gì để nói chuyện chứ tôi cảm thấy anh ấy khả năng không phải thật sự muốn nói chuyện với tôi anh thấy tôi vừa ngồi xuống anh liền bước lên phía trước là đứng ở trước mặt tôi anh nói tôi chỉ lại cha mẹ Chỉ lại thầy Tôi vừa nghe xong Không dám đón nhận Tôi lập tức nhảy lên Nhìn chân chạy Anh ấy quá khỏe Anh đã làm cảnh sát quân sự 12 năm Anh liền nắm tay tôi đè xuống Anh ấy nói thì Thái Thì nhất định phải để tôi lại Bạn này ngay cái lúc đó Có thể cảm nhận được Một người 40 tuổi Anh ấy là hoàn toàn chân thành anh ấy không có tạo tác là giống như một đứa trẻ vậy là rất tự nhiên đem tình cảm của anh biểu hiện ra tôi ngồi xuống ở chỗ đó trong tâm tôi nghĩ ba lại này của anh là lại cổ thánh tiên hiền của chúng ta không có giáo hướng tốt như vậy của cổ thánh tiên hiền thì chúng ta không có cách gì có được sự giáo hóa tốt như thế này được cho nên có thể cảm nhận được cuộc đời anh cuối cùng đã tìm ra phương pháp rồi cuộc sống tương lai không còn ngu dốt nữa cho nên nội tâm của anh rất phấn khởi sau khi đó khi sắp chia tay anh liền nói với tôi anh nói sau khi tôi đem công việc của tôi bàn giao xong tôi sẽ đến học tập với thầy vì thầy bên cạnh chúng tôi nói tốt tốt để anh ấy đến anh ấy có thể bảo vệ chúng ta cho nên đời người hiểu rõ mình sai ở chỗ nào cũng là rất sung sướng rất hạnh phúc chúng ta tiến tới tri sĩ cận hồ dũng lấy dũng khí ra đem đời người cố gắng kinh doanh tốt xoay chuyển trở lại Thế thì càng đi sẽ càng vững chắc Càng đi càng hạnh phúc Cho nên đọc được sách Thánh Hiền là hạnh phúc Có thể tự mình trưởng thành là hạnh phúc Cho nên các vị bằng hữu Dễ mặt tươi cười mấy hôm nay chính là phát triển niềm vui Chúng tôi đã làm chín khóa dạng trên toàn quốc rồi Mỗi khóa đều 5 ngày Sau 5 ngày Tổng hợp lại số thời gian lên lớp là gần 40 giờ Không có người nào than mệt Rất chăm chỉ, ghi chép Có khi giảng bài giảng đến 10 giờ 10 giờ nói thôi, hôm nay chỉ học đến đây Cúi xuống chào, biểu cảm bên dưới hả? Hết giờ rồi à? Sau đó chúng tôi nói giảng thêm một giờ nữa có được hay không? Họ nói dân Tôi nói không được, không được Sáng sớm ngày mai lại lên lớp tiếp rồi Cho nên con người thật sự có cái tâm tham học thích thiện mến đức và khi chúng ta thật sự nắm được loại cơ hội học tập trí huệ thánh hiền này mà tuyệt đối không được buông lỏng nữa nên cố gắng quý trọng cái duyên phận này cố gắng thành tựu cuộc đời của mình cũng thành tựu cho thế hệ sau và cuộc đời của người có duyên xung quanh bạn như vậy bạn sẽ biết giúp người là vui như vậy bạn sẽ ngước lên không hổ với trời Cúi xuống không thẹn với người Như vậy bạn cũng sẽ đắc thiên hạ Anh tài nhi giáo chi Như vậy bạn cũng sẽ thể hội được câu nói của Văn Thiên Tượng Đời người xưa nay Ai không chết Hãy để lòng son chiếu sự sanh Tốt rồi Thế chúng ta nghiên cứu thảo luận Về hạnh phúc nhân sanh Đến đây đã báo cáo xong một giai đoạn Cũng quan nên các vị bằng hữu nếu như bạn phát hiện còn có gì là niềm vui thật của cuộc sống Rất hy vọng bạn có thể đến Cung cấp ý kiến cho chúng tôi Bởi vì cái vũ đài này là thuộc về mọi người Bạn đem nó dâng hiến ra Sẽ khiến cho càng nhiều người đạt được lợi ích Cái luân lớn nhỏ của thứ lớp này của chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này Tiếp sau đây Luân thứ năm Bằng hữu Hữu tính cái luân bạn bè này. Cũng là vô cùng quan trọng. Trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ có rất nhiều người đang ảnh hưởng đến nó. Trẻ nhỏ trước 6 tuổi, người nào ảnh hưởng đến nó lớn nhất vậy? Là cha mẹ, cho nên bạn thấy trẻ nhỏ đều biết nói cha tôi nói mẹ tôi nói đến sau khi chúng vào tiểu học rồi bắt đầu nói khác rồi thầy tôi nói sau khi vào trung học cơ sở trung học rồi chúng sẽ nói gì vậy bạn tôi nói người bạn học nào đó của tôi nói cho nên tầm ảnh hưởng của cái luân bạn bè này sẽ theo tuổi tác mà ngày càng quan trọng ngày càng quan trọng Cho nên chúng ta thấy người đã ra xã hội Trên cơ bản tác động lại với cha mẹ sẽ không còn nhiều như trước Thường thường đều là do bạn bè ảnh hưởng họ Cho nên bạn bè tốt, bạn bè xấu Có ảnh hưởng rất lớn đối với một con người Có một câu nói, nói như thế này Sinh ta ra là cha mẹ khiến ta trưởng thành là bạn bè. Một người sự nghiệp nếu có thành tựu thường thường là do bạn bè giúp đỡ nhiều mặt, cái gọi là đi ra ngoài nhờ bạn bè. Sinh ra là cha mẹ khiến ta trưởng thành là bạn bè, thân phụ thiện hữu là gần gũi bạn lành, như vụ lộ trung hành là giống như một người đi dưới mây đi trong rừng rậm. Còn có xương mù lờ mờ Là Như vụ lỗ trung hành Tuy những giọt xương mù này Không có lập tức làm ướt quần áo của bạn Tuy bất thấp y Nhưng mà thời thời hữu thuận Tuy quần áo bạn không có lập tức ướt hết Nhưng mà thật ra những giọt xương này Từng giây từng phút đều làm Ướt quần áo của bạn từng giây từng phút đều đang làm ướt quần áo của bạn điều này chính là thí dụ cho ngôn ngữ hành vi của bạn bè có hiệu quả biến đổi ngầm đối với cả đời chúng ta cho nên chọn bạn là vô cùng quan trọng cái gì bạn hữu các bạn có tin con cách của bạn sau này sẽ kết giao được bạn tốt hay không có thể hay không có thể con người nếu có niềm tin thì mới có thể làm được việc tốt Nào cho anh bạn này một tràng pháo tay nào Niềm tin là vấn đề căn bản của bất kỳ sự việc Có niềm tin thì mới có sức mạnh Không có niềm tin thì việc gì cũng làm không tốt Nhưng mà không thể chỉ có niềm tin không thôi Có cần phải có trí huệ Chúng ta thử nghĩ Kết giao được với bạn tốt hay bạn xấu Có phải là do bốc thăm mà có hay không có phải bạn mỗi ngày lại bồ tát quan âm thì con của bạn sẽ kết giao được với bạn tốt hay không bạn tự mình sẽ kết giao được bạn tốt à không phải điều quan trọng là cần phát triển năng lực phán đoán người thiện người ác bạn tốt bạn xấu cho con cái chúng có cái năng lực phán đoán này rồi bạn mới có thể không còn lo lắng nếu không con trẻ mấy chục năm sống ngoài xã hội bạn phải lo lắng đến khi nào Không chỉ lựa chọn bạn bè phải lo lắng Mà chọn bạn đời bạn cũng phải lo lắng thay cho chúng Lựa chọn bạn bè làm ăn Bạn cũng phải lo lắng thay cho chúng Thế cuộc sống như vậy thì số phận có tốt hay không? Số phận rất không tốt Thế thì chúng ta hãy suy nghĩ một chút Làm thế nào khiến một người có thể phân biệt được Đúng sai thiện ác Điều này cũng không phải đột nhiên có thể trở thành biết phân biệt đúng sai thiện ác. Cái này cũng phải thông qua giáo dục. Chúng ta cũng dùng kinh điển thánh hiền Để hướng dẫn con cái Rất nhiều thầy giáo và phụ huynh Sẽ phản ánh một cái vấn đề Họ nói thầy Thái Quý thầy dạy các em lương thiện như vậy Chúng đi ra sẽ bị người ta ước hiếp Cái gì bằng hữu Bạn có cái vấn đề này hay không vậy Có hay không Không có Có thì cứ nói ra Không sao cả Rất nhiều người đều phản ánh như vậy rất sợ dạy con cái của họ quá lương thiện Tôi hỏi họ Thế bạn dạy con cái bạn không lương thiện là tốt hay sao Thế họ dạy không lương thiện Thì cái không lương thiện Của chúng sẽ đối với ai đầu tiên vậy Và tôi liền nói tiếp với họ Tôi nói tôi đã tốt nghiệp cũng đã 10 năm rồi Miễn cưỡng mà nói Cũng xem như là người thiện nhỏ Tôi 10 năm nay cũng chưa từng bị người ta ức hiếp bao giờ Cho nên rất nhiều người Khéo lo trời sập Trong đầu chứa đầy phiền não Cái phiền não này của họ Không chỉ ảnh hưởng đến mình Còn ảnh hưởng đến ai vậy Còn ảnh hưởng đến con cái của họ Cho nên rất nhiều người Phận làm con cái Đều cảm thấy cha mẹ của họ vô cùng căng thẳng Dường như họ làm cái gì cha mẹ cũng rất Lo lắng Cái này cũng là thái quá rồi chúng ta suy nghĩ không được thuận theo phiền não của mình suy nghĩ theo quán tính con người suy nghĩ nên thuận theo lẽ tự nhiên mà suy nghĩ nên thuận theo chân lý mà suy nghĩ sự việc cho nên kinh dịch của trung quốc có nhắc đến một câu giáo hướng rất quan trọng gọi là phương dĩ loại tụ vật dĩ quần phân cái này là nói với chúng ta Người thiện sẽ ở chung Cùng với người thiện Người ác sẽ ở cùng Một dược với người ác Bạn rượu thịt Cho nên con cái của bạn Có bản tánh thiện Bất thể hấp dẫn Người thiện đến Là giống như 500 vậy Nó sẽ hấp dẫn những đồ sắc này Thế con cái bạn nó lại không phải 500 Thì không thể hấp dẫn đến được Vì nó gặp phải bằng ác Nó lại không biết phán đoán Nó sẽ không biết xa lìa Bằng xem trái cây kia Nó bị thối là dài ba quả Thì những quả khác qua vài ngày sau Cũng bị thối luôn Bởi vì cái nước bị thối này sẽ chảy ra Những quả khác sẽ bị ô nhiễm Cho nên nếu như chúng không có cách gì Xa lìa bạn xấu Thì chúng sẽ dần dần bị ảnh hưởng không tốt Cho nên nếu Chúng có trí huệ phân biệt tốt xấu Chúng mới biết lấy bỏ Biết phải kính nhi viễn chi Giữ khoảng cách đối với người ác Cho nên chúng ta dùng cuộc sống của mình Để cảm nhận một chút Thiện sẽ không bị ức hiếp Hơn nữa Kinh điển cũng chỉ dạy chúng ta Phương dĩ loại tụ Giật dĩ quần phân Cho nên đánh bóng chính mình sáng lên Thì có thể chiêu cảm Đến rất nhiều hào hoang Chúng ta nói là giống như ánh trăng Nhiều ngôi sao Dây quanh cái ánh trăng này Bằng đánh bóng mình rồi Thì rất nhiều ngôi sao đều nương tựa vào Cái nên người thật sự biết kết giao bạn bè Không phải mỗi ngày đi ai vua đình nó Tặng quà cho người ta Lấy lòng người ta Như vậy có thể kết giao bạn tốt được hay không Như vậy chỉ hoài công cho bạn mà chỉ cần đánh bóng đức hạnh của mình Mỗi lúc mọi nơi khiến người ta chung sống với bạn Đều giống như tấm gió xuân Thì bạn bè sẽ đông ngay Tôi phát hiện ra một việc rất quan trọng Một đạo lý Rất quan trọng từ trên người cháu của tôi Mẹ của cháu gần như trước 3 tuổi Là bắt đầu dạy cháu để tử quy Hơn nữa là từng câu từng câu Yêu cầu cháu thực hiện vào trong đời sống có thời gian khi nó đi ra bên ngoài nhìn thấy các em nhỏ đang đánh người ta nó liền kéo mẹ nó sau đó nó nói với mẹ nó là anh bạn nhỏ này không được đánh người lung tung anh bạn nhỏ này không được chửi bới lung tung có người nào dạy nó đánh người là sai mắng người là sai không vậy không có tại vì sao nó biết vậy cho nên khi bạn dạy con trẻ thiện thì nó đồng thời cũng biết cái gì ác, bạn nói với nó hiếu là thiện, thì nó có biết cái gì là ác hay không? Dân chính là bất hiếu. Bạn gì nó anh nhường em kính là thiện, thì nó có biết cái gì là ác hay không? Gọi đồng xung đột với bạn bè là ác. Bạn vậy đó, Phạm là người đều yêu thương phải yêu thương người khác, thì nó có biết cái gì là ác hay không? vì tổn thương người khác là ác không nghĩ thay cho người khác là ác bởi vì bạn dạy nó thiện cho nên nó đồng thời cũng biết ác cho nên chúng có thể phân biệt rõ thiện ác nó một khi phân biệt rõ nó sẽ biết lấy bỏ người như thế nào cần phải nên tiếp cận người như thế nào không nên tiếp cận việc như thế nào cần nên làm việc như thế nào không nên làm nó bắt đầu có năng lực phán đoán Mà tại vì sao hiện nay nhiều người trẻ tuổi Thường hay xa chân vào con đường sai lầm như vậy Thường thường một số bạn chỉ biết gào thét Chứ không phân biệt được đúng sai phải trái Để đi làm những việc quan đường Vấn đề xảy ra ở chỗ nào vậy Xảy ra chỗ từ nhỏ Không có người dạy chúng biết thiện ác Cho nên khiến chúng không phân biệt được thiện ác Thiện ác một khi không phân biệt được Chỉ cần gặp phải môi trường không tốt Bạn bè không tốt Thì lập tức xa chân vào con đường sai lầm Tôi đã từng thấy qua Một gia đình có đứa con Đã phạm lỗi lầm lớn Cảnh sát gọi điện thoại đến nhà của họ Người mẹ đó nghe điện thoại Cảnh sát nói Con của cô đã giết người rồi Người mẹ đó nói Tuyệt đối không thể là con của tôi được Chắc là cùng tên cùng họ mà Sau đó chạy đến Cục cảnh sát Kết quả vừa mở cửa ra Con của họ đang ở đó làm gì gì Đang ở đó giết tường trình Bà lập tức giống dĩ là Đang khóc than nói Tuyệt đối không phải là con của tôi Bỗng nhiên chuyển giọng Điều là bị những bạn xấu đó lôi kéo làm hư hỏng Đem trách nhiệm như thế nào Đó thật sự là đùng đẩy sạch sẽ bằng không tốt chỉ là duyên Không phải là nhân đích thực Không phải nhân đích thực Khiến trẻ xa chân vào con đường sai lầm Nhân đích thực ở chỗ nào vậy? Ở trẻ từ nhỏ không phân biệt được Thiện ác Đây là nhân Cái nhân này gặp được duyên ác lập tức Liền đi lệch ngay khi một người thiện ác phân minh mặc dù gặp phải bạn xấu thì có bị xa chân vào con đường sai lầm hay không có xa chân hay không không thể nào cho nên chẳng thà bây giờ đặt nền móng vững chắc cho con trẻ khiến chúng biết phân biệt rõ thiện ác còn hơn lo lắng cho chúng sau này có bị gặp phải bạn xấu hay không bạn mới có thể không còn lo nghĩ Cho nên làm người phải biết lo nghĩ sâu xa, nếu không bạn cả đời sẽ bận rối bời, và lại bận mà chưa chắc là có hiệu quả, lo lắng vẫn cứ phải lo lắng nhưng chưa chắc giúp ích được gì. Cho nên các vị bằng hữu, hiện nay tôi rời xa quê hương, đi đến nhiều nơi như thế này, nếu như tôi không rõ thiện ác thì mẹ tôi sẽ lo lắng chết đi được. Khi tôi đi đến Hải khẩu, có một câu về thuận miệng nói là Không đến Thượng Hải Không biết tiền ít Không đến Bắc Kinh Không biết quan nhỏ Không đến Hải Nam Không biết Sức khỏe không tốt Vì sao vậy? Bởi vì Hải Nam Ngành nghề đặc chủng quá nhiều Cho nên người Nam đi đến nơi đó Đều không ngăn nổi cám dỗ nếu như tôi thiện ác cũng không phân biệt được Thì mẹ tôi chẳng phải mỗi ngày ở nơi đó Lo lắng là được sao Cho nên chúng ta phải thật sự có đức hạnh Có học vấn Mới có thể an tâm cha mẹ Và bạn hy vọng cuộc đời này của trẻ nhỏ Có thể đi chính xác Đi bình yên Không bị xa chân vào con đường sai lầm Bạn ngay bây giờ Cần phải nhanh chóng dạy đức hạnh cho nó Vì cho nó phân biệt đúng sai Thiện ác tốt xấu đây mới là kế lâu dài được rồi vì chúng ta hiện nay đã biết làm thế nào chọn bạn từ thiện ác của chúng mà phân biệt tiếp theo chúng ta hãy xem tiếp bằng hữu hữu tính chữ tính này là chỉ tin tưởng cũng chỉ tính nghĩa Nghĩa chính là việc chánh đáng Cũng chính là nói bạn bè giao tiếp qua lại với nhau Cần có đạo nghĩa Cũng cần phải có trọn bổn phận Cho nên tính ngoài nghĩa tin tưởng ra Còn hàm nghĩa có bổn phận ở trong đó Chúng ta hãy nhìn cái chữ tính này Thực ra chúng ta vừa mới nói Ở trong bốn cái luân thường Có cần có tính hay không gì? Cần bạn thấy Cha con có cần tính hay không? Là cần Cha mẹ bạn không có tính Thì trong nhà con cái Đều không tin bạn Cho nên Khổng Phu tự nói Nhân vô tính bất lập Một người không có chữ tính Thì ngay cả trong gia đình cũng không có chỗ đứng Ở ngoài xã hội cũng rất khó có chỗ đứng Cho nên phần làm cha mẹ khi nhận lời với con trẻ thì bản thân bạn cần phải giữ lời hứa và trước khi nhận lời thì tốt nhất cần phải suy nghĩ cẩn thận nhận lời rồi có giúp đỡ cho trẻ con hay không mà không được thường xuyên mở chi phiếu đến khi tỏa mãn cho chúng rồi điều đó chưa chắc có ích cho chúng cho nên không nên dễ dàng nhận lời cái này phải rất cẩn thận quan hệ vô tôi có cần tính hay không? Cần Nếu không bằng lãnh đạo một đoàn thể Một xí nghiệp Sẽ rất khó khiến người ta bội phục Bởi vì bạn nói mà không giữ lời Thì người ta sẽ không tin bạn nữa Thậm chí là chính phủ có cần giữ chữ tính với nhân dân hay không? Cần có chữ tính Như vậy nhân dân mới có thể Tuân thủ luật lệ quy định của chính phủ vào thời đại xuân thu chiến quốc nước tần có một vị thương ưởng biển pháp các vị có nghe bao giờ chưa có nghe rồi à giờ lúc đó tại vì sao thương ưởng phải cầm một cây gỗ rất dài sau đó yêu cầu đem cái cây gỗ này đem từ cửa nam đến cửa bắc cho họ mười lạng bạc vậy Tại vì sao ông lại dùng cách này Chúng ta cũng từ chỗ này Xem thấy Nhờ thì đó nhân dân nước tận Đối với chính phủ Có tin hay không gì Đúng rồi Đã không tin Cho nên phải xây dựng lại niềm tin Nhưng mà khi khởi đầu Cũng không có người đem đi Cho nên mười lạng bạc Đến cuối cùng tăng lên đến 50 lạng. Sau đó, có một người công nhân cảm thấy nói là thôi thì hãy thử xem sao, ông liền đem nó cầm đi qua. Chính phủ liền ban thưởng ông 50 lạng. Bởi vì sự việc này, cho nên nhân dân biết được chính phủ hiện nay nó là nói ra thì là. Đương nhiên, từ sau cái sự kiện này Chính phủ cũng phải tiếp tục giữ chữ tính mới được Mà không được làm điều này một lần Ba ngày lại thay đổi sành sạch Thế nhưng, nhưng có thể tin hay không? Là không thể tin Cho nên vua tôi phải có chữ tính Vợ chồng Có cần có chữ tính hay không? Cần Vợ chồng không giữ chữ tính Thì gia đình này có ổn định hay không? Thế thì rất nguy hiểm nhưng mà hiện nay giữa vợ chồng với nhau rất nhiều chuyện không dám nói rõ rất nhiều người còn tự giữ tiền riêng cho mình không có cách gì thành tâm thì không có cách gì đoàn kết cho nên con người giao tiếp qua lại với nhau vẫn phải xây dựng trên cơ sở thành tính mới có thể ngày càng hòa thuận vui vẻ rất nhiều người nói thành tính là Mỹ Đức Nhưng mà hiện nay dường như không còn thích hợp nữa Có hay không? Hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh cảm thấy Đức Hạnh rất quan trọng Nhưng mà cái cảm thấy đó của họ Thường thường vẫn còn dao động Vậy thành tính rồi Đến khi người ta gạt con của tôi thì làm thế nào? Khi người khác đều không thành tính Con cái bạn thành tính Thì sẽ xảy ra tình trạng gì? sẽ xảy ra mọi người đều muốn tìm ai để phụ trách cái việc này tìm ai vậy tìm con bạn à con bạn liền trở thành quan tổng ngay bạn đem việc giao cho ai giao cho người nói ra là làm thì việc của bạn mới được bảo đảm cho nên khi người khác không thành tính chỉ có con bạn thành tính thì nó sẽ có cơ hội lớn cho nên chúng ta nhìn sự việc phải biết phân tích phải biết tư duy và hiện nay trong thương nghiệp thật sự có tương đối nhiều hiện tượng là lừa gạt lẫn nhau nhưng mà chỉ có thể lừa được một lần lừa được hai lần có thể tiếp tục lừa được nữa không là không thể hơn nữa rất nhiều thương nhân còn cảm thấy phải trốn thuế mới được thật ra những động tác này có thể giành được sự tôn kính của cán bộ cấp dưới đối với họ không? Không dễ Trở lại trốn thuế là ngốc nhất Vì sao vậy? Bạn trốn một đồng tiền thuế Thì là thiếu bao nhiêu người một đồng vậy? Hàng triệu người Bạn thiếu hàng triệu người một đồng Đời sau còn phải làm trâu làm ngựa Thế thì quá ngu si rồi Cho nên bạn có thể quyên một đồng bạn có thể nộp một đồng Thế thì bạn quá thông minh rồi Một đồng này của bạn Có thể giúp được bao nhiêu người vậy Hàng triệu người Cho nên người không rõ lý Cũng có thể tạo ra những việc làm tổn hại chính mình Còn tự cho rằng là mình thông minh Điều này quá quan uổng Ở trong thương nghiệp Tôi đã từng gặp một người bạn Anh ấy rất thành tính Đã mang một trăm ngàn đến thẩm quyến Cuối cùng đúng lúc nhận hợp đồng làm ăn đầu tiên Là ông chủ ở sáng đầu Anh giúp ông ấy lót gạch sàn Sau khi ký hợp đồng xong Ông chủ sáng đầu này nhìn thấy Cái hợp đồng này Nhất định là thua lỗ Không thể có lời được Cho nên ông chủ sáng đầu này liền dặn dò những thuộc hạ giám đốc công trình này của ông nhất định phải chú ý giám sát con người này anh ấy nhất định có khả năng ăn bớt ăn xén nhân công và nguyên vật liệu nếu không căn cứ theo bản hợp đồng này thì nhất định sẽ thua lỗ cuối cùng sau khi giám sát một thời gian công trình làm xong rồi không có bất kỳ sự ăn bớt xén nhân công và nguyên vật liệu nào sau đó ông chủ sáng đầu đã trả tiền cho anh bạn này sau khi trả xong anh bạn này liền đi ngay ông chủ sáng đầu trong tâm nghĩ người này làm ăn sao mà tài giỏi đến như vậy tôi không thể tìm ra chỗ có lời nào cả rõ ràng là lỗ mà anh ấy vẫn có thể làm lời được ông cảm thấy không sao hiểu được liền nhanh chóng phái người gọi anh ấy lại sau đó ngồi xuống liền hỏi anh ấy ông nói cái công trình này anh làm có lời hay không anh bạn này trả lời không có lời ông chủ này hỏi tiếp anh hiện tại mới biết là không có lời hay là vừa ký hợp đồng là đã biết không có lời rồi anh nói ký hợp đồng xong tôi đã biết không có lời rồi ông chủ nó rất kinh ngạc anh biết không có lời mà sao anh vẫn làm xong à anh ấy nói tiếp bởi vì đã ký hợp đồng rồi cho nên tôi phải giữ đúng lời hứa cho nên tôi phải làm xong đó ông nói anh đã lỗ bao nhiêu tiền gì anh nói 100 trăm ngàn đồng vốn của tôi đã bị lộ hết rồi Ông chủ sáng đầu này liền nói với anh Tối hôm nay tôi mời anh đi dùng cơm nhé Cuối cùng buổi tối Đã gọi hết tất cả người chủ quản Những công ty con này của ông Người chuyên quản lý công trình Cùng ngồi chung lại với nhau Đi nhận dòi những người chủ quản này của ông Sau này việc làm ăn lót gạch sàn của chúng ta Đều giao hết cho anh làm là được Không cần tìm người khác Cho nên anh bạn này Bởi vì thành tính Nên sự nghiệp của anh Được đi lên Hiện nay phát triển rất tốt Chúng tôi có một lần đến một tòa cao ốc Cao ốc Giang Tô Bên dưới lót gạch sàn rất đẹp Chính là do anh lót Chúng tôi đi trên cái nền gạch này Trong tâm cảm thấy rất là yên ổn Đây là công trình do người có chữ tín làm nên Cho nên ở trong thương nghiệp Chúng ta chỉ cần kiên trì giữ chữ tín Khi cái chữ tín này ngày càng kiên cố thì sự nghiệp nhất định Sẽ thành công Và con người thường thường Đều là rất giỏi Mong cho nhanh Đều là mong muốn nhanh chóng thu được lợi nhuận Cho nên ở trong cái dục vọng dội mong cho nhanh Muốn thu được lợi nhuận này Thường thường đều sẽ tạo nên những việc làm phạm pháp Cho nên rất nhiều nhà doanh nghiệp kết cục là gì vậy? Là bị đi ngồi tù Đến cuối cùng âm mưu bị bại lộ Vẫn bị đi tù Cho nên chúng ta nói đời người vẫn là phải đi đường chánh đạo Vẫn phải theo đề nếp cũ là tốt Bạn có thể kiên trì đức hạnh càng lâu Thì phước gì sau của bạn là vô cùng Tôi đi một thí dụ cho các vị nghe Chú Lư ở trong những công ty mà chú chỉ đạo Có một công ty là làm khu vui chơi Xâm lâm Khu vui chơi đó vô cùng xinh đẹp Cái mây ở đó to cỡ này Cái thực vật đó cũng đến một ngàn năm rồi Cho nên hàm lượng phytoxid Ở trong cái khu vui chơi xâm lâm này Là xếp vị trí hàng đầu trên toàn cầu Ông chủ này Bởi vì yêu quý cái mảng rừng này cho nên không chịu đốn cây Ông đã phụ trách rất nghiêm ngặt Người ta đều khuyên ông Anh đốn một cây là có mấy chục ngàn Có thể giảm bớt nợ nần của anh Ông ấy vẫn không đồng ý Ông cảm thấy cần bảo vệ Chúng ta nói quý trọng sự sống của muôn vật Những thực vật này đều có mạng sống Tôi thấy kiến trúc của nó rất có ý nghĩa Có một cây lớn phát triển Ở chỗ này Ông gì muốn giữ cái cây lớn này còn về nhà của ông đến xây gần đó Cho nên khắp nơi nhìn thấy Có cái loại tâm nhân từ này Không chỉ đối với người Còn đối với dạng vật nữa Cho nên bởi vì có cái tâm như vậy Nên chú Lư này tuy đã gác kiếm rồi Đã không còn xuất hiện nữa Không còn giúp xí nghiệp giải quyết vấn đề nữa Nhưng mà bởi vì Người này có cái tâm quá tốt như vậy Chú tái xuất giang hồ Giúp đỡ ông ấy Và người bạn này đã bị thua lỗ 12 năm rồi Cho nên nếu như ông không có cái tâm nhân từ này Thì ông không thể cảm chú Lư Đến giúp đỡ ông được Cuối cùng vừa đúng năm thứ 12 Khi chú Lư đến giúp đỡ ông Khu vui chơi của ông đào được Suối nước nóng vốn dĩ khu vui chơi đã rất xinh đẹp rồi lại đào được suối nước nóng năm thứ 13 là có lời phần lại có thể bù vào khoảng lỗ của 12 năm trước đây cho nên con người chỉ cần có cái loại tâm nhân từ này thật sự phước gì sao vô cùng chú lư lại nói tiếp với ông khi một người trèo càng cao chính là lúc càng nguy hiểm liên tiếp đó nhắc nhở cho ông rất nhiều điều cho nên ông không có cái tâm yêu thương như vậy không có tâm thành tín như vậy thì sẽ không thể cảm được nhiều trợ lực như vậy cho nên con người chúng ta cần có niềm tin và đạo đức cần cố gắng tuân theo giáo huấn thánh hiền để làm người mới có thể khiến cả đời có sự thành tín rất tốt bạn bè có chữ tính ở trong bạn bè chung sống với nhau Cần có tính nghĩa Chúng ta thử xem người có học Thời cổ đại đối đại bạn bè là dùng thái độ gì Ở trong Hiếu Kinh có một câu nói Sĩ hữu tranh hữu Tắc thân bất ly ư Lệnh danh một người có học chỉ cần chịu khuyên răng bạn bè của họ Thì cả đời họ sẽ không đến nỗi thân bại danh liệt Khi một người dễ phạm lỗi lầm nhất Tuyệt đối không phải lúc đi xuống Mà là lúc cuộc sống rất phát đạt Thường thường sẽ đắc ý Quên mình Vào lúc này Chỉ cần có bạn bè tốt Họ nhất định sẽ làm trong bổn phận của họ Để khuyên răng chúng ta cho nên cuộc sống của bạn có rất nhiều nguy cơ Có thể gặp dữ quá lành Còn phải dựa vào bạn bè tốt của bạn Cho nên khuyên răng bạn bè là Bổn phận của người làm bạn chúng ta Xin hỏi trước khi muốn khuyên răng bạn bè Cần có nền tảng gì mới được vậy? Bạn mới quen hôm nay biết được Có ba ngày sau đó là có thể nói thẳng thắn với họ được không Có được không? Không được Nhất định phải xây dựng ở trên mức độ Tín nhiệm mới được Cho nên ở trong luận ngữ có một câu nói Quân tử tín nhi hậu gián Khi bạn bè tin tưởng bạn Sau đó bạn mới có thể khuyên răng họ Không tin Còn chưa tin tưởng bạn Bạn đã khuyên răng họ Tác dĩ vi bán kỹ giả Họ sẽ cảm thấy có phải anh kiếm chuyện với tôi không có phải anh đang phỉ bán tôi không? Cho nên khuyên người khác trước tiên Phải xây dựng trên cơ sở của tin tưởng Rất nhiều người đều nói họ rất chính trực Họ rất biết khuyên răng người khác Nhưng mà bạn bè đều không tiếp nhận Họ sẽ cảm thấy những người này đều rất không có thiện căn Đều rất không biết nghe lời Vấn đề là ở ai vậy? Là ở chính mình chúng ta không có xem xét thời cơ không có đặt nền móng từ trên tin tưởng trước và lại khuyên ra người khác vẫn phải xem xem thời cơ tình huống cái gọi là dương thiện nơi công đường khuyên lỗi nơi phòng riêng bạn tán dương một người có thể tán dương tại nơi đông người nhưng mà bạn muốn khuyên một người phải ở nơi phòng riêng bởi vì cái thứ gì của họ Vẫn chưa có bị bán đi vậy Thể diện của họ vẫn chưa có bị bán đi Cho nên bạn phải giữ thể diện cho họ Nếu không thì họ sẽ thẹn quá Thì hóa giận Cho nên rất nhiều người không có cái năng lực quan sát này Bên cạnh vẫn còn một khói bạn đang ở đó Bạn lập tức liền chỉ ra khuyết điểm của họ Nội tâm của họ ở trong đó nghĩ Anh hãy nhớ tôi đó nghe Cho nên nhất định phải tin tưởng mới được và tin tưởng có phải một sớm một chiều hay không tôi rất tin tưởng anh anh cũng phải tin tưởng tôi họ liền tin tưởng bạn ngay hay sao cũng không phải cần phải trên cơ sở gì bạn biết cơ sở bỏ công giúp đỡ và bỏ công giúp đỡ cần quan sát thấy rõ được nhu cầu của người khác bạn phải thường xuyên quan sát nhu cầu của người khác mới có thể làm tốt việc bỏ công giúp đỡ mới có thể nhận được sự tin tưởng hôm nay bài học của chúng ta trước tiên học đến chỗ này ngày mai chúng ta tiếp tục cảm ơn mọi người